Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức
Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là phe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn hiệp dân, trong thánh lễ hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo người xin, cầu cho các linh hồn Giuse Đặng Anh Dũng lễ dỗ, Giuse Lương Quốc Phong, Giuse Nguyễn Văn Ấn, Francisco Xavier Nguyễn Văn Cơ lễ dỗ, linh hồn Phêrô Anna Phạm Thị Hiền mới qua đời, Teresa Lê Thị Trạch, Maria Đặng Ngọc Hảo, các linh hồn ông bà ngoại lễ dỗ. Cùng với lời nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót, lỗi lầm để xứng đáng tham dự thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin đi Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng con, để chúng con hằng biết chế ngự những đam mê trần tục và trung thành tuân giữ lời Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. Đức Chúa phán như sau: Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin tha thứ mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen. Chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Á-xua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Và chỉ nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Tôi sẽ chữa chúng khỏi tội bất chung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làng sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lọc, xum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miếng hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ê-phra-im còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đói nhìn đến nó. Ta như một cây chắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi chỗ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết được điều ấy? Quả thật đường lối của Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Đó là lời Chúa. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo. Một giọng nói tôi nghe khác lạ, rằng gánh nặng vai dân ta đã kết cho. Tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ, lúc ngặt nghèo người đã kêu lên, ta liền giải thoát. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo. Giữa lương mây mù xâm chớm, ta đã đáp lời. Bên mạnh nưa Meriba, ta thử lòng ngươi. Dân ta hỡi nghe ta cảnh cao. Israel, phải chi ngươi chiều nghe ta? Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cao. Người đừng đem thần la về nhà, thần ngoài bang chớ hề cung bái. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên từ miền Ai Cập. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, hãy nghe ta cảnh cáo.
đã nghe lời Israel chiều theo đường ta chỉ, ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hào, mật ăn rừng ta cho hương thỏa thuê. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ vật toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê mời gọi dân Israel hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Trở về với Chúa tức là thực thi những giới răn, những điều luật mà Thiên Chúa đã dạy cho họ. Và khi họ sống trên con đường đó thì họ sẽ trung tín với Chúa, họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương từ nơi Chúa và yêu thương người khác. Đây cũng là cái lời mời gọi chúng ta ở trong mùa chay thánh, là thời gian mình nhìn lại hành trình đức tin để xem chúng ta sống đường lối thánh chỉ của Chúa như thế nào. Trong bài tin mừng hôm nay, nhân một người kinh sư đã hỏi Đức Giêsu điều răn nào là quan trọng nhất. Chúng ta biết ở trong luật Mô-sê có 365 điều buộc và 248 điều cấm. Và trong cái con số như vậy, 613 điều như vậy, thì khó để mà họ biết đâu là cái điều quan trọng, đâu là cái điều không quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy là những người kinh sư và pha-ri-sêu chỉ thấy Đức Giêsu và các môn đệ không có rửa tay trước bữa ăn là họ lên án. Thấy các môn đệ của Đức Giêsu bứt bông lúa ăn khi đói, họ cho là phạm giới răn. Như vậy thì có những cái luật nó nhỏ nhưng mà họ lại đặt nó trở thành cái gì đó nó to lớn. Vì vậy mà đối với người Do Thái hay ngay cả một số kinh sư cũng cảm thấy rất là nặng nề, bởi vì đụng vào cái gì cũng là cấm kỵ hết. Thì nhân người kinh sư hỏi thì Đức Giêsu đã tóm gọn vào hai giới răn: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn.
Thực ra điều này cũng cho chúng ta thấy, khi mà mình yêu mến thì cái việc mà chúng ta đến với Chúa mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Tôi dành giờ tôi đi lễ, thậm chí như anh chị em ở đây là nhiều người chúng ta đi lễ hàng ngày, mình thấy nó không trở thành nặng nề. Rồi chúng ta đọc kinh buổi sáng buổi tối, mình không cảm thấy nặng nề, bởi vì mình thấy đây là một cái niềm vui hay là một cái gì đó chúng ta đến tạ ơn Chúa về tất cả những hồng ân chúng ta đã được nhận lãnh. Nhưng mà có một số người ngay cả đi lễ ngày Chủ nhật cũng cảm thấy hình như mình bị mất mát gì đấy. Cho nên đôi khi tính toán với Chúa vì bận điều này, vì bận điều kia, rồi thậm chí là còn thưa cha con đi lễ online được không? Thường là con hay hỏi là thế có ăn online không? Có đi du lịch online không? Mình đâu có làm cái đó online. Cùng lắm là mình chỉ search coi là ở chỗ nào ngon, chỗ nào hấp dẫn mình đi, chỗ nào mà mình nên đi, chỗ nào mình không nên đi. Chúng ta phải thực sự. Cho nên đến với Chúa cũng phải là thực sự, chứ không có phải online được. Đó, cái điều thứ hai mà Đức Giê-xu nói, đó là yêu người thân cận như chính mình. Mà chúng ta thấy điều này nó khó hơn điều thứ nhất. Bởi vì Thiên Chúa thì Ngài là đấng luôn ban cái điều tốt, điều lành cho chúng ta. Thì mình tôn thờ Ngài, mình tạ ơn Ngài, mình cảm thấy nó không có vấn đề lắm. Nhưng mà đối với người khác, những người mà bên cạnh mình dễ thương thì mình thương nó dễ. Nhưng mà những người khó thương thì mình rất là khó thương lại. Rồi thậm chí là họ chơi xấu mình nữa, họ vu khống mình, họ làm những điều không hay cho mình. Mà Đức Giê-xu mời gọi chúng ta yêu mến. Và tất cả những cái điều luật này, chúng ta thấy từ yêu mến Thiên Chúa cho đến yêu mến người khác đều đặt trên cái nền tảng đó là lòng yêu mến. Và đường lối của Thiên Chúa hay là lề luật của Thiên Chúa thì đều đặt trên cái nền tảng là yêu mến. Nếu không đặt nền tảng trên yêu mến, không được nuôi dưỡng bằng yêu mến, thì chúng ta sẽ thấy nó có vấn đề. Chúng ta cứ thể thử để ý coi, khi mà chúng ta trồng cây chẳng hạn, sắp đến mùa mà quý ông bà anh chị em chúng ta chuẩn bị gieo hạt, mùa xuân đến. Như chúng ta thấy là ví dụ mình trồng dưa leo chẳng hạn, nếu mà mình chăm sóc, mình không có để cho cái con gì đó nó chích vào, thì mình thấy cái trái dưa leo của mình nó ngon lành lắm, ăn nó ngọt, ăn không cũng được. Nhưng mà cứ thử một cái con ong hay con gì nó chích vào, cái gì đó cay đắng, thì cái trái dưa leo đó chúng ta ăn mình thấy nó đắng lắm, mình không ăn được. Như vậy thì cái trái tim của chúng ta, tâm hồn của chúng ta được mời gọi phải nuôi dưỡng bằng tình yêu. Mình đừng để cho những cái hận thù, cái ghen ghét nó châm chích cái nọc độc của nó vào, bởi vì khi đó làm cho chính trái tim của mình nó trở nên cay đắng. Chúng ta cứ thấy khi mình gặp người khác, mình có thể cười được, mình có thể mình nói chuyện một cách vui vẻ được, là bởi vì tâm hồn của mình cảm thấy an bình, mình cảm thấy là vui. Nhưng mà khi nào mà mình quọng quọ là mình không cười được đâu, mình nói những lời đôi khi khó nghe, là bởi vì mình đang bị một cái gì đó nó cay đắng. Vì vậy chúng ta hãy xin Chúa giúp cho mình, để mình loại khỏi trái tim của mình những cái điều cay đắng, để chúng ta những cái oán hận, để mình được nuôi dưỡng trong tình yêu. Tình yêu với Thiên Chúa, tình yêu với người khác, sự bao dung, tha thứ. Thì chính điều đó chúng ta đang trở về và đang đi trên cái con đường mà Chúa mời gọi chúng ta. Amen.
Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa rất rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa, lạy Chúa cả trời đất, chúc tùng Chúa rất rộng ban cho chúng con. Rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên cuồng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng, xin Chúa thương nhìn đến và làm cho của lễ này đáng được Chúa ưng nhận để trở thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giam bớt được tính kiêu căng. Và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thánh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết
và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con chưa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mikae, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giữ chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đã khi chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em ơi, chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa kết hợp với Đức Kitô trong bí tích thánh thể, xin Chúa dùng thần khí của Người mà đổi mới chúng con, để hồn xác chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin đi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Xin trai
trinh hiền linh sáng lang, hằng chưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, cho chúng con. Lạy trai tìm cầu